Nếu bạn trên 50 tuổi, gần đây bạn có thể đã nhận được lời mời từ chương trình tầm soát ruột toàn quốc, mời bạn thực hiện xét nghiệm FIT. Đây là một xét nghiệm nhằm phát hiện dấu vết máu trong phân mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Bạn có thể chọn thực hiện xét nghiệm này hay không? Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn nên thực hiện vì nó rất nhanh và dễ dàng, giúp giảm ít nhất 25% nguy cơ tử vong do ung thư ruột. Hãy cùng xem cách thực hiện xét nghiệm. Bước 1. Kiểm tra nhãn. Bộ xét nghiệm phải chứa thông tin cá nhân của bạn. Hãy kiểm tra xem tất cả thông tin đều chính xác. Bước 2. Thu thập phân. Bạn cần thu thập phân mà không để nó tiếp xúc với nước trong bồn cầu. Dưới đây là một số cách bạn có thể làm điều này. Dán màng bọc trên nắp bồn cầu. Dùng hộp rỗng sạch như hộp nho hoặc hộp đựng thức ăn mang về. Cầm một ít giấy vệ sinh gấp lại trong tay. Hoặc đặt một túi nhựa lên tay hoặc đeo găng tay. Bước 3. Lấy mẫu. Vặn nắp ống, lấy mẫu ngược chiều kim đồng hồ. Lấy que thử ra và gạt đầu que thử dọc theo phân. Bạn chỉ cần lấy một lượng nhỏ. Bước 4. Đóng gói mẫu. Sau khi thu thập mẫu phân, hãy đặt que lấy mẫu trở lại vào ống. Ống sẽ có một tiếng click khi được đóng chặt. Đặt ống lấy mẫu vào túi nhựa được cung cấp. Bước 5. Rửa tay. Bước 6. Gửi mẫu của bạn. Cuối cùng, đặt túi của bạn vào phong bì đã trả trước phí và gửi đi. Và bạn đã hoàn tất. Bạn sẽ nhận được một lá thư có kết quả của bạn trong vòng 2 tuần.